mẫu MPV cỡ lớn kia Carnival 2024 lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Đông Nam Á. Đèn như xe Cadillac, trang bị nội thất hiện đại hơn, thêm động cơ hybrid, dự kiến sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Bản nâng cấp giữa vòng đời của Kia Carnival đã được tinh chỉnh nhẹ về nội và ngoại thất, đồng thời bổ sung động cơ mới theo xu hướng điện hóa gần đây. Tại triển lãm ô tô Singapore Singapore Motor Show đang diễn ra, Kia Carnival bản nâng cấp mới đã được mang đến ra mắt. Đây là lần đầu tiên Kia Carnival 2024 có mặt tại thị trường Đông Nam Á. Trước đó, xe từng ra mắt tại quê nhà Hàn Quốc từ đầu tháng 11 năm 2023. Mẫu MPV Kia Carnival 2024 là bản nâng cấp giữa vòng đời nên kiểu dáng tổng thể không đổi. Kích thước xe vẫn giữ nguyên như bản cũ. Một số chi tiết tạo nên diện mạo mới cho mẫu mini van này là mặt trước, đèn hậu và bộ mâm. Cụm đèn chiếu sáng chính trên Carnival này đặt dọc, dễ gây liên tưởng tới mẫu Cadillac Escalade trước kia lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn hậu LED kết hợp cả nét ngang và dọc. Đây là những đường nét thiết kế đặc trưng của một số mẫu kia đời mới, bao gồm cả Sorento, Celtis và Morning. Bộ mâm mới được cách điệu cầu kỳ hơn. Nội thất của kia Carnival mới cũng được tinh chỉnh lại, trông hiện đại hơn. Phía sau vô lăng là cặp màn hình 12,3 in đặt trong cùng một mặt kính, và màn hình hát kính, hát. Cụm điều khiển điều hòa nhìn sang hơn khi giảm lược nút bấm vật lý, còn mặt kính dài và hai núm xoay một số trang bị tiện nghi nổi bật khác của Carnival 2024 tại Hàn Quốc, còn có ghế lái loại Ergo Motion sử dụng điện khí, ghế sau tích hợp massage, kính cách âm nhiều lớp cho khoang sau. Tuy nhiên, trang bị này không xuất hiện trên phiên bản vừa ra mắt tại thị trường Singapore. Nếu về Việt Nam với trang bị tiện nghi như vậy, Carnival sẽ tăng phần cạnh tranh trước đối thủ Villaran của Volkswagen. Động cơ Carnival 2024 vẫn sẽ có các tùy chọn máy xăng 3.5 lít và 2.2 lít. Bản ra mắt tại Singapore còn có thêm động cơ hybrid mới kết hợp máy xăng 1.6 lít tăng áp và motor điện ho tổng công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Theo công bố của Kia, động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 14 km/lít. Công nghệ an toàn của Kia Carnival 2024 vẫn sẽ có đầy đủ các tính năng ADAS tiên tiến như trước nhưng đã được cải tiến. Tại thị trường Việt Nam, MVV cỡ lớn Kia Carnival là xe có nhiều công nghệ an toàn nhất phân khúc. Với kết quả kinh doanh ổn định tại Việt Nam, Kia Carnival 2024 có thể sẽ được nâng cấp facelift tương tự như ở thị trường Singapore trong thời gian gần. Năm ngoái, mẫu xe này có tổng cộng 5.401 xe bán ra thị trường. Tính trung bình, có khoảng 450 xe bán ra mỗi tháng. Kia Carnival hiện được lắp ráp ở Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.